Phòng ngủ dưới sân ô tô 100m2. Tiếp tục vào việc anh chị ơi, nhà hoàn công luôn, một vị trí tuyệt vời của thành phố Trị An. Bám trục đường quốc lộ 1K anh chị ơi. Với trục đường quốc lộ 1K đó là trục đường huyết mạch, một đường thẳng là vào sân bay Tân Sơn Nhất, liền kề thành phố Thủ Đức, liền kề làng Đại học Quốc gia. Quá tuyệt vời. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Trị An, tỉnh Bình Dương. 4,8 tuổi. Qua gặp anh chủ nhà này để nói chuyện thoải mái, hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình lên tới 80%, tại vì là nhà hoàn công anh chị nha. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đường này là đường thông hai đầu khu dân cư, phía trước nhà mình sẽ có vỉa hè anh chị ơi. Nhà ngang năm đã đẹp chưa ạ? Nhưng căn này lên tới 5,3 mét, đó là chiều ngang của căn nhà. Ngang 5m3, dài 19 là 100m2, thổ cư full. Một căn nhà cứng cáp với bề ngang 5m3 là lợi thế, nên là nhìn mặt dựng phía ngoài anh chị thấy không? Đổ sộ, cứng cáp, hiện đại. Ô tô 5 chỗ, 7 chỗ, 4 chỗ để đây giúp em. Ồ anh chị ơi, một cái sân trước là một cái điểm cộng chưa? Nhà này là vừa mới xong, chưa dọn vệ sinh, nhưng em Hải vẫn phải lên hình. Tại vì sao? Phải vội anh chị. Với những căn nhà này, với địa thế này thì quyết đoán đi anh chị. Quyết đoán đi anh chị ơi, phù hợp thì hãy đi xem và quyết đoán luôn ha. Mình có thể gặp chủ nhà để nói chuyện hoặc mong muốn như thế nào cứ nói với em Hải, đó là phương châm của em nha. Ngang 5m3 là một lợi thế, cầu thang để một bên, ở dưới chân cầu thang sẽ được làm tủ kệ tivi. Ở đây là một cái không gian rộng lớn quý chị, một không gian thoáng nha, dành cho anh chị nào mong muốn tìm một căn nhà diện tích lớn, không gian mở, rộng, thoải mái. Một vị trí tuyệt vời như em nói, bám trục đường quốc lộ 1K. Ở đây gần với làng đại học, ở đây gần với Thủ Đức, ở đây là một đường thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất, được chưa? Gần với Go Dĩ An, rồi gần với Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức. Quá tuyệt vời. Toàn vị trí vàng nhá. Cầu thang này, xíu mình sẽ lên lầu anh chị. Bước vào đây sẽ là bếp ăn. Ở đây tủ bếp sẽ làm bằng gỗ tự nhiên cho anh chị mình luôn, kể cả những cái lam sóng này và tay vịn cầu thang. Đó anh chị nhá, cố thịt nhá. Rồi, cái điểm cộng mà em có liệt kê cho anh chị mình là phòng ngủ dưới. Một cái phòng ngủ dưới dành cho gia đình mình có người lớn tuổi trẻ nhỏ, được chưa? Còn không thì mình có thể làm một cái kho để mình để hàng. 100m2 mà quý vị phải làm cái phòng ngủ dưới chứ, đúng không? Rồi, nhà vệ sinh tầng trệt của mình đây. Nhớ follow kênh của em Hải để đón xem video hàng ngày, tại vì ngày nào em cũng sẽ đi chọn lọc những bất động sản tuyệt vời để gửi tới anh chị. Phương châm review của em Hải là đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Mời anh chị lên lầu. Một cái phòng thờ rộng như thế này anh chị, cửa sổ trải dài toàn kiếng luôn, đổ ra kể cả cái cửa này luôn, ra tới hẳn cái cửa này vẫn là kiếng, thoáng quý chị nha. Và đây là phòng thờ, có thể chuyển đổi phòng ngủ, đó là anh chị mình muốn, tùy anh chị nha. Tây Nam, anh chị nào mà Tây Tứ Trạch là hợp anh chị nha. Hai cái phòng ngủ lần lượt, một cái sân sau giặt phơi đồ và có một cái khoảng trống, quý chị mình cùng xem. Phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu, cửa sổ là có anh chị nha. Đây, cái cửa sổ này. Đấy, cái hành lang đi lại kết hợp cầu thang nên nó rất rộng quý vị. Ở đây gia chủ có để một cái khoảng trống này, mà em nghĩ cái chỗ trống này thì mình nên học tập làm việc, quá tuyệt vời, được chưa? Phòng ngủ tiếp theo ở đây. Đây sẽ là phòng ngủ số 2 ở trên lầu. Anh chị ơi, tổng kết một căn nhà với 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới và 2 phòng ngủ trên lầu, một cái sân sau để mình giặt phơi đồ ở phía sau này. Đây quý vị nhá. Để máy giặt chỗ đây ha. Nhà vệ sinh bên đây. Bên đây là một cái chỗ trống này để lấy gió để phơi đồ này quý vị. À, thiết kế khá là hợp lý quý chị ơi. Một căn nhà với diện tích 100m2. Một căn nhà với không gian rộng lớn, một căn nhà với địa thế tuyệt vời của thành phố Trị An, đó là bám trục đường quốc lộ 1K. Đấy, anh chị ơi, 4,8 tỏi. Qua đây gặp chủ nhà để nói chuyện một cách thoải mái anh chị nha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc, và nên nhớ là em Hải chỉ review sổ hồng riêng, không review sổ chung. Em xin cảm ơn.